Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 7 tháng 4 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Thì buổi tối ngày hôm nái lọc miền Bắc trên kênh của mình nó về được lọc là cái con lọc thủ 38 và được hai con. Và song thủ thì nó cũng về được cái con 70 nha. Và chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp tục thì mình sẽ dự đoán miền Bắc ngày mai cho anh chị em cùng tham khảo. Con mạch thủ thì mình dự đoán nó là cái con 53, còn song thủ thì mình dự đoán cái cặp là 28-82. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn cho ngày mai.